Chào cả nhà, hôm nay Gia đình Food và bếp mình chia sẻ với các bạn về cái công thức để mà mình luộc gà không cần nước, nó giữ được cái độ ngọt của thịt ha. Ăn cái thịt rất là thơm, ngon và cái da của nó vàng và giòn nhé. Ăn thịt cực kỳ ngon và ngọt luôn. Trong những ngày Tết sắp đến rồi thì không thể thiếu được cái món thịt gà. Thường thường thì mình hay luộc gà bằng nước á, thì các bạn làm nhiều rồi và các bạn thử làm bằng cái món thịt gà mà luộc không cần nước ha. Mình hấp nó rất là ngon, ngọt và ăn thịt rất là thơm nhé. Các bạn có thể chấm cùng với lại muối ớt hoặc là muối tiêu chanh rất là ngon. Ở đây thì mình có một con gà, gà này là gà thín đó cả nhà. Mình mua gà thín của người Tàu á, con này nó vào khoảng là 3 kg mấy luôn á, nên rất là to. Thì mình vừa mới làm sạch nè, sau đó thì mình đã dùng chanh á, mình chà cho cái con gà của mình á, nó sạch luôn và nó không có bị hôi. Các bạn dùng muối hoặc chanh các bạn sát xung quanh cái da nhé, cho nó sạch. Sau khi làm xong rồi thì mình sẽ lấy một nửa để mình mang đi mình luộc thôi, tại vì gà rất là to và nhà mình thì rất là ít người nhé, nên mình dùng là nửa con gà, nửa phần to này thì nó rơi vào khoảng 2 kg. Và ở đây mình có sử dụng thêm một ít mỡ gà. Mỡ gà này mình sử dụng một miếng vừa vừa thôi nha cả nhà. Chứ thật ra gà thiến này cái mỡ của nó rất là nhiều, mình chỉ lấy một miếng thôi. Một ít sả. Sả ở đây thì mình sử dụng khoảng 8 tép. Một ít lá chanh, gừng, hành củ và một củ nghệ. Bên cạnh đó thì mình có sử dụng một ít rượu trắng. Rượu trắng ở đây mình sử dụng là 30 ml nhé. Cái phần mỡ gà thì mình sẽ thái mỏng ra và sau đó mình mang đi mình thắng nha cả nhà. Cái mỡ gà rất là thơm và cái màu vàng rất là đẹp. Mình cho mỡ gà vào chảo nóng và mình đợi cho nó chảy mỡ ra ha. Để cho cái phần da gà của mình nó có màu đẹp hơn thì ở đây mình có sử dụng thêm một củ nghệ nhé. Các bạn không có nghệ tươi thì các bạn có thể sử dụng là một ít bột nghệ cũng được. Nghệ này các bạn có thể băm nhuyễn hoặc là giã nhuyễn ra nhé, cho nó có màu. Màu vàng rất là tươi. Mình sẽ cho thêm vào đây một ít hành củ và một ít gừng mình đã đập dập và băm nhuyễn rồi. Các bạn cho vào cho nó thơm. Và mình nêm vào đây một ít gia vị. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là nửa thìa muối, một thìa hạt nêm cờ lo, nửa thìa bột ngọt, cái phần nước mỡ gà và mình ướp gia vị vào đây như vậy nè. Các bạn để cho nó tan vào nguội, tí nữa mình sẽ đi mình ướp vào cái phần thịt gà ha, cho gà của mình nó có màu đẹp nè và nó có cái độ thơm, cái độ đậm đà của gia vị nữa, nó rất là ngon. Sau khi gia vị đã tan rồi thì mình sẽ tắt bếp nhé và mình để cho cái dầu này nó nguội. Mình sẽ đi chuẩn bị thêm một số nguyên liệu khác. Như ở đây phần sả nè, mình sẽ đập dập nó ra. Mình dùng cái chày nha các bạn. Bạn đập cho nó thật dập. Mình đập dập thì tí nữa mình cho vào ở dưới son á, để mình hấp á, thì nó rất là thơm. Phần lá chanh thì mình sẽ cắt khúc nó ra. Gừng và hành củ thì các bạn cũng đập dập luôn nhé.
Phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ đi ướp phần thịt gà. Vì con gà của mình nó to nên mình sử dụng một cái thau mình đựng nè. Bạn chan cái phần mỡ gà và cái gia vị lúc nãy mình đã thắng á, mình chan vào để mình xoa cho nó đều con gà nhé. Mình có thể sử dụng tay để mình xoa cho cái phần gia vị nó được thấm đều vào gà luôn nha cả nhà. Sau khi ướp đều cái phần da rồi thì mình sẽ lật lại và mình ướp luôn cái phần mặt trong của gà. Khi ướp xong thì các bạn nhớ mình để cho cái phần thịt gà này khoảng 15 phút cho nó được thấm gia vị ha. Khi gà của mình đã thấm gia vị rồi thì mình bắt đầu mình đi mình luộc gà nè. Thì mình sẽ sử dụng một cái nồi mình luộc không cần nước á, nên mình sẽ cho xả xuống dưới để nó không bị dính đáy nồi và nó không bị cháy ha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây một ít gừng, hành củ và lá chanh. Bây giờ thì mình sẽ xếp gà vào. Con gà này rất là to nên mình phải ấn khéo vào nha cả nhà. Các bạn ấn sao cho cái phần gà của mình đó nó vừa được cái nồi ha. Nó phải có cái độ kín nha cả nhà. Mình sẽ chan cái phần nước ướp lúc nãy còn lại vào. Mình rưới lên trên phần con gà. Và bây giờ mình sẽ cho lên trên một ít lá chanh nè, hành củ cho nó thơm. Bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp để mình mang lên mình luộc nhé. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đây là một ít rượu trắng nha cả nhà. Ở đây mình sử dụng là 30ml rượu trắng. Các bạn là cho ở xung quanh viền thôi, đừng có rưới trực tiếp lên cái phần con gà ha. Nó sẽ trôi đi cái gia vị và nó sẽ không được ngon nhé. Mình sẽ rưới từ từ xuống dưới đáy nồi thôi. Sau khi rưới rượu xong rồi mình sẽ đậy nắp lại. Vì con gà mình luộc không cần nước nên nó sẽ chín bằng hơi nha cả nhà. Thì các bạn phải dùng cái nắp vung ha, mình đậy cho thật chặt lại để cho nó không bị hở nha cả nhà. Lúc này thì mình sẽ bật bếp lên. Mình cho nửa vừa vừa tầm khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì các bạn nhớ là mình sẽ hạ nửa nhỏ xuống. Vì gà của mình nó sẽ chín bằng hơi nên mình sẽ luộc gà trong khoảng thời gian là 45 đến 50 phút nha cả nhà. Lúc này là mình đã luộc nhỏ nữa trong khoảng thời gian là 50 phút đó, thì cái gà của mình đó nó đã chín rồi. Lúc này các bạn yên tâm đi nhé, gà của mình nó chín bằng hơi và không sợ nó bị cạn nước đâu nha cả nhà. Ở dưới á, thì nó có một ít nước của rượu này và cái phần nước của thịt gà nó sẽ tự tiết ra, nên là ở dưới nó vẫn còn nước nha và không có sợ cháy đâu. Gà của mình nó chín hoàn toàn bằng hơi nên cái thịt của nó rất là ngọt và cái da của nó rất là vàng và óng nhé. Thịt gà sau khi mà mình đã luộc xong thì các bạn có thể chặt ra và mình ăn cùng với lại muối tiêu chanh, hoặc là mình sử dụng ở đây là muối ớt và mình sắc lên trên một ít lá chanh nè. Các bạn rắc vào muối hoặc là rắc lên trên thịt gà cho nó thơm. Mình ăn rất là ngon và hấp dẫn luôn. Ngày Tết thường thường thì không thể nào thiếu món thịt gà rồi. Bình thường thì mình hay hấp hoặc là mình luộc, nhưng mà mình làm theo cái cách này ha, thì mình luộc thịt gà nó không cần nước. Ăn gà của mình nó sẽ rất là ngon và nó ngọt. Và cái da của nó thì cực kỳ giòn và vàng nhé. Nhìn cái đĩa thịt gà thôi đã rất là hấp dẫn rồi. Các bạn ăn thì vô cùng ngon luôn.
Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!